Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật 6 tháng 9 năm 2015. Chúng tôi đang có mặt tại picnic do cộng đồng người Việt quốc gia dùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia tổ chức. Xin gửi đến quý vị những hình ảnh được ghi nhận tại chỗ trong sinh hoạt ngoài trời hè 2015. Chương trình bắt đầu lúc 12 giờ trưa với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ và quốc mặc niệm. Kế tiếp là lời chào mừng của ông Đoàn Phú Đỉnh, Chủ tịch cộng đồng Việt Nam dùng Washington DC, Maryland và Virginia. Đây là một sinh hoạt thường xuyên hàng năm của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Tôi rất là được cái may mắn là ngoài cái thành phần mà của hội đồng chấp hành của cộng đồng đó, tôi còn có nhà tôi kế bên để mà phối hợp và liên lạc để mà làm sao thực hiện được cho cái sinh hoạt gọi là giáo tế này nó được thành công. Thì như quý vị đã biết đó, đa số những cái người trong hội đồng chấp hành đó, ngoài những cái vị mà nam nhi đó, còn có những phụ nữ, thì đó là những người mà đã tiếp tay. Không những là phụ nữ không thôi mà còn có luôn cả những cái thế hệ hậu vệ của chúng ta. Chúng ta có những cái giới trẻ của bên nhà Việt Nam, chúng ta có những cái bà trong hội đồng chấp hành, cũng phụ nữ áo vàng, tất cả những người đó là họ đã đóng góp rất nhiều. Cộng thêm nữa là chúng ta cũng thấy rằng là cái sinh hoạt ngày hôm nay đó, nó quy tụ từ mấy năm vừa rồi đó là cả 100 người. Thì thử ra những cái người mà Hoa Kỳ đó, họ cũng lợi dụng cái dịp này để mà họ tới, họ dự tranh trong những cái chức vụ mà vào tháng 11 này sẽ bỏ phiếu đó. Hiện bây giờ có những cái bản giới thiệu cho luật sư Trương, một người trẻ của chúng ta ra dự tranh trong cái vấn đề mà dân biểu của tiểu bang. Trong 40 năm vừa qua, chúng ta đã thấy người Việt trên đất Mỹ này có nhiều thành công trong mỗi lĩnh vực. Nơi đâu có người gót chân người Việt là nơi có sự thành công của người Việt. Trương cũng mong muốn rằng là người Việt chúng ta đã có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong làng chính trị của Mỹ. Dưới sự quyền lợi, dưới sự luật pháp của Mỹ, chúng ta phải tranh đấu để mà có một cái tiếng nói chung và một tiếng nói của người dân để mà ra, để thành công hơn trong một cái làng chính trị của Mỹ. Trong cái kỳ vọng vậy, chúng cũng muốn cho mình được một cái sự ủng hộ về để mà tham gia vào cái làng chính trị của Mỹ. Dạ, tôi được 102 tuổi. Tôi luôn luôn là về cái, tôi rất là yêu về văn nghệ và chính hoạt. Năm nào tôi cũng đi về cặp đồng này, nào cũng ham vui về cái chỗ mà đông công chúng thế này này. Sinh hoạt phí đích hè năm 2015 kết thúc vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật. Kính thưa quý vị, vừa rồi nhóm phóng viên Việt TV gửi đến quý vị sinh hoạt picnic hè 2015 do cộng đồng người Việt quốc gia dùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Cầu chúc quý vị luôn bình an, may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự khác. Đào Hiếu Thảo, phóng viên Việt TV, tường trình từ Annandale, Virginia, Hoa Kỳ. Gia đình Trương Vương dùng thủ đô Washington đốn và tác giả Cao Phương Lan. Với sự bảo trợ của cộng đồng Việt Nam dùng Washington DC, Maryland và Virginia, Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa dùng Washington đốn và phụ cận, Gia đình Mũ đỏ dùng Washington đốn và phụ cận, Văn bút Việt Nam hải ngoại dùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Trân trọng kính mời quý vị quan khách, quý đồng hương đến tham dự ngày ra mắt sách The Lotus and the Storm ngày 25 tháng 10 năm 2015 từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại Jewish Community Center, 8900 Little River Turnpike, Fairfax, VA 22031, và dùng tiệc trà thân mật cùng với tác giả. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Nguyễn Trúc Mai, email tvtrucmai@aol.com hoặc điện thoại 703-732-9999. Trân trọng kính mời. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. Uno IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại,
không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. Việt TV và S Channel với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. VLive với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng high definition và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn.